kìa. Ba mẹ con cứ lên nhà đi, không cần phải tiễn bố thế này đâu. Bố đi làm đâu rồi mà về đấy? Yên tâm, bố sẽ về thường xuyên. Mà Linh ở nhà phải ngoan mẹ, nhớ chưa? Bố sẽ đi kiếm thật nhiều tiền về chữa bệnh cho con nhé. Mình mày ở nhà lo cho hai con rất vất vả. Không sao mà, anh cứ yên tâm đi làm đi. À, mà em nhớ cho Linh uống thuốc đầy đủ giúp anh nhé. Anh không phải lo mà, em sẽ chăm sóc cho con. Mặc dù em không sinh ra con, nhưng em cũng coi nó như con đẻ của mình. Anh cứ yên tâm đi làm đi nhá. Thôi nhá, bố đi đây nhá. Chào bà, chào ba mẹ con nhé. Hai đứa ở nhà phải ngoan nhớ chưa? Nhà bố. Đứng tránh ra. Nhìn cái mặt đã không ưa nổi rồi. Đi làm phải đi chết rồi mà mày mếu máo. Tao nói mày dưng dưng cái mắt lên như thế à? Thằng bố phải đi rồi nhá. Ở nhà không ngoan thì chết cho tao. Đi ra nhà. Con Danh này, bây giờ là mấy giờ mày còn ngủ trưa lên thế? Mẹ con có ngủ đâu, mẹ nhỏ đi. Mẹ con gì? Tao có đẻ ra mày đâu mà mày gọi tao là mẹ. Bây giờ dậy nhá, tao tạo công an việc làm cho mày. Bệnh tật như thế thì phải vận động thì nó mới khỏe được, biết chưa? Mẹ có còn gì ạ? Ra ngoài đường xin tiền cho tao. Mẹ bệnh mà. Mày bị bệnh ở tim, chứ chân tay mày có đuôi què đâu. Rồi lúc ăn, mồm mày có bệnh không? Mà bố mày á, phải ra ngoài kia kiếm tiền chữa bệnh cho mày đấy. Cứ ăn rồi lại ngủ, không sót cho bố à? Này, tao nói chuyện, mày bỏ đi đâu ấy? Con đi xin tiền mà. Nhìn cái bộ dạng của mày như thế, xin thì ai cho? Lại đây, ngồi xuống. Sóc ơi, lấy đồ ở đây cho mẹ. Cầm cái này ra đường bán nhá. Kẹo của con mà mẹ. Cái này để bán lấy tiền con ạ. Lúc khác mẹ mua cho nhá. Cầm lấy. À mà từ từ đã. Nhìn mày như thế này thì ai thương mà cho tiền. Bỏ xuống đây. Đây. Bây giờ nhá, là mày giả vờ là cụt tay thì người ta mới thương, người ta mới cho tiền. Đau mà cố mà chịu. Quắc cái này vào. Ai hỏi thì bảo là cụt tay thật. Cấm bét xét. Chết cho tao nhá. Má ấy, đây là tao tạo công ăn việc làm cho mày, để mày vận động cho người nó khỏe lên, chứ cứ ăn rồi lại nằm chết ra đấy, cứu không kịp, nghe chưa? Cầm lấy. Ra tao chở đi. Đi. Thank you.
sao mẹ lại bắt chị Linh đứng ra giữa nàng thế kia? Chị bị bệnh tim mà con. Phải làm như thế thì mới nhanh khỏi được. Ôi con danh con, sao ngồi lì đấy kia? Ở đây đợi mẹ nhá. Con kia, ai cho mày ngồi này? Đồ lười biếng. Mày mới làm một tí mà đã kêu rồi. Bố mày á phải làm quần quật cả ngày ngoài kia còn chẳng kêu cái kìa. Sáng giờ có được nhiêu đây nè. Mày bán cái này là phụ thôi, chủ yếu là phải đi xin tiền người ta, nghe chưa? Từ giờ nhá đến tối mà không đủ 200.000 nhá, nhịn ăn đi nhá. Đứng dậy làm việc đi. Dạ vâng ạ. Mày làm sao đấy à? Sao cứ mếu máo khóc lóc? Sao lúc xin tiền cũng khóc đi, để người ta thương người ta cho. Đi vào trong kia chuẩn bị đồ nghề đi. Nhanh. Cái thứ khó ở khó ưa, bệnh với chả tật. Mẹ mày không chịu được nên mới phải bỏ mày đi đấy. Tao ở với bố con mày là phúc lắm rồi đấy. Đến rồi, xuống đây. Hôm nay mày đi quanh quanh đây mà xin tiền nhá, chiều tao đến đón. Cấm được người biếng đấy, nghe chưa? Mà phải mở mồm ra mà xin. Mày câm như hến, người ta còn chửi cho ấy. Đi. Để nó ở nhà thì lấy đâu mà mua mấy đồ này cho con ăn. Lắm chuyện. Này, ăn đi. À, bố về. Sao anh lại về giờ này? Em tưởng anh xong công trình em mới về cơ mà. À, công trình đang tạm nghỉ vì thiếu vật liệu không à? Hay là anh tranh thủ nghỉ về mấy ngày?
Mà Linh đâu rồi em? Chị ấy đi. Chắc con chơi quanh quẩn ở đâu đây thôi, để em đi tìm con về. Thôi, để em đi tìm cho. Không, anh vừa đi làm về mệt, để em đi tìm con cho. Thôi, có cái gì đâu mà mệt. Bây giờ anh đi tìm con cho con nó bất ngờ nhé. Sao lại về giờ này nhỉ? Phải làm sao bây giờ? Con, sao mặt con lại lấm lem thế này? Mà tay làm sao đây? Bạn buộc tay con vào à? Sao không gọi mẹ? Này, cô vẫn còn đóng kịch được cửa. Em không hiểu. Tôi biết hết cả rồi. Trên đường về, tôi có gặp con bé đang đứng giữa ngã tư xin tiền. Trời thì nắng thôi. Cô cũng là con người đấy. Sao cô ác độc thế? Bố ơi, mẹ không ác đâu. Mẹ bảo những người bị bệnh như chị Linh phải đứng ra giữa nắng mới hết bệnh được. Sao? Con im ngay. Cô được lắm. Mẹ cô đứng ra ngoài nắng đi. Đứng ra ngoài sẽ có chuyện được. Anh Phúc à, anh làm gì đấy? Tôi cho nó đi kiếm ít tiền để chữa bệnh. Sao nó phải khùng lên như thế? Ai khiến cô làm cái điều đấy? Con nó đang bị bệnh, bắt nó ra ngoài được xin tiền giữa trời nắng thôi như thế. Cô còn là con người không? Này, anh phải nói như thế nhá. Con này nó bị bệnh, trước sau thì đã chết. Kiếm ít tiền, trả công con này chăm sóc mấy năm như thế phải tốt hơn không? Chăm bổ! Cô còn dám mở miệng ra những cái lời như thế cơ. Cút! Cút ngay khỏi nhà tôi. Anh không phải đuổi, con này cũng đi. Tôi không thể chịu được cảnh nghèo túng như thế này nữa. Xong, đứng dậy con. Con không đi với mẹ đâu. Con không muốn đi, mẹ trở tay trở chân đi ra ngoài đường kiếm tiền đâu. Cô thấy chưa? Giờ đến cả con đẻ của cô cũng không chấp nhận nổi cô đâu. Cô đi đi. Mày cứ ở với thằng bố mày nhá, sẽ được bao lâu? Anh có giỏi ấy thì nuôi hết đi. Ngồi xuống đây. Ra đây với bố mà con. Rồi, mấy đứa yên tâm nhá. Có bố ở đây rồi, bố sẽ không đi đâu nữa cả. Ở đây với các con.